Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì Dũng hay em quay trở lại với anh em trong video chia sẻ về xe Jupiter nha. Thì ok, thì anh em biết là chúng ta đi xe, chúng ta đi chơi hay đi đó, đi đây, thì anh em biết cái phần vỏ xe cực kỳ quan trọng. Mà vỏ xe thì anh em biết, anh em cứ xài thôi và anh em cũng không có để ý tới một số cái gọi là giống như là một số cái thông số cũng như là một số cái dấu hiệu để anh em biết khi nào nên thay vỏ xe và anh em thay vỏ xe nó chất lượng hay là nó có dởm hay không, mà anh em xài nó lẹ mòn và lẹ hư. Thì ok, mình sẽ chia sẻ anh em trong video này. Ok mà anh em. Ok, thì anh em biết khi mà mình xài xe lúc trước thì mình cũng không có để ý cái phần cái vỏ xe nó như thế nào, và mình không biết cái vỏ xe này nó sản xuất hồi năm nào và chất lượng nó như thế nào, và mình cứ chạy, thời gian mình cứ chạy và mình cảm thấy khi nào nó mòn quá hay gì đó, hay nó cảm thấy nó trơn trọt hay gì đó thì mình mới thay một cái vỏ mới. Thì từ khi mà mình tìm hiểu thì mình cũng thấy đôi lúc mình làm như vậy thì tuy là nó tiết kiệm được tiền nhiều nhưng mà có thể nó gây hại cho xe rất nhiều, và nó ảnh hưởng tới một số cái giống như khi chúng ta điều khiển và chúng ta đi ngoài đường và nó gặp nhiều cái hiện tượng giống như là bể bánh xe hoặc trơn trượt mà chúng ta không có đỡ nổi luôn. Thì từ đó mình cũng có tìm hiểu và mình đã biết ra một số cái cách và mình muốn chia sẻ cho anh em trong cái phần video chia sẻ này của Dũng, thì về về cái phần vỏ xe để anh em né và anh em biết khi nào mình nên thay vỏ xe và anh em nên thay vỏ xe căn cứ vào một số cái yếu tố nào, thì mình chia sẻ lại cho anh em. Ok, có một số cái dấu hiệu mà thường là anh em chạy xe mà mình xài cái vỏ, thì anh em biết nếu mà cái vỏ xe của anh em nó đi mà nó bể bánh nhiều quá hoặc đôi lúc nó cán đinh nhiều quá thì đó cũng là một cái dấu hiệu cho anh em nên thay gấp cái vỏ của mình đi, và không nên để dây dưa cái vỏ quá nhiều. Tuy là anh em có thể mới mua trong thời gian ngắn mà nó cứ cán đinh hoài thì đôi lúc những cái lỗ mà anh em rút ra rút vô thì bơm căng quá thì nó sẽ bị phù theo thời gian và anh em sẽ không có dám tự tin để mình đi ngoài đường nhiều. Đó là cái phần dấu hiệu đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho anh em, mà anh em vào cái dấu hiệu tiếp theo. Dấu hiệu để anh em khi mà anh em lựa chọn chiếc xe, cái vỏ xe cho chiếc xe của mình á, là không phải là anh em lựa chọn theo kiểu là xe nó có gai nhiều hay là dạng giống như nó có nhiều cái khe nhiều là nó tốt hay là nó bám đường bám này bám kia. Không phải như vậy anh em. Thì mình cũng sai lầm lúc trước là mình cứ nghĩ vậy, nhưng mà thực tế nó không phải. Đó, nhiều nhiều cái yếu tố để mình lựa chọn lắm. Để mình biết là vì khi mà người ta sản xuất ra, người ta đã có những cái căn cứ để những cái khe nó như thế nào, khoảng cách như thế nào để chúng ta bám đường nó chắc cú hơn, thì người ta đã tính toán rồi. Anh em cứ lựa, khi mà lựa cái vỏ xe thì anh em cứ lựa cái phần chất liệu nó tạo lên cái vỏ xe đó nó nhiều hơn, và thời gian và những cái thông số này nọ mà mình sẽ chia sẻ anh em trong cái phần tiếp theo này nè. Okay. Thì ok, mình sẽ đi vào cái phần cái lớp xe luôn cho anh em một số cái hiểu biết và một số cái mà mình muốn chia sẻ anh em, để anh em nào lựa chọn những cái lớp xe và mình căn cứ vào những cái yếu tố nào để mình biết lớp xe chúng ta dấu hiệu nào để chúng ta biết khi nào nên thay cái lớp xe, và anh em thay lớp xe để mình phù hợp với cái xe của chúng ta nha. Ok, mà anh em vào. Dấu hiệu mà anh em cũng có thể căn cứ vào cái phần km của chúng ta, vì chúng ta chạy xe thì chúng ta nên căn cứ phần km chứ chúng ta không nên căn cứ vào cái phần ngày tháng, vì đôi lúc anh em cứ để ở nhà không, đôi lúc không chạy thì xe chúng ta cũng đâu có mòn, đâu có hư. Chỉ có phần cao su thì nó giống như cái chất liệu cao su á, thì nó sẽ bị lão quá theo thời gian thôi, nhưng thực tế anh em phải căn cứ vào cái phần cây ly số nha. Ok, đó là một số cái mình chia sẻ cho anh em. Okay, thì anh em biết cái phần lớp xe trước và hoặc cái lớp xe sau thì anh em biết nó có những cái ký hiệu trên cái phần vỏ xe nè, mà một số đôi lúc mình là người tiêu dùng và anh em sử dụng xe mà anh em cứ cũng không có để ý cái phần này. Lúc trước mình cũng vậy thôi, mình cũng không để ý cái phần vỏ xe nó như thế nào và khi nào chúng ta nên thay vỏ xe, và chúng ta cứ xài chừng nào cảm thấy chán hay là cảm thấy muốn thay thì cứ thay, chứ không có coi cái dấu hiệu nào để chúng ta biết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em một số cái dấu hiệu để anh em biết cái vỏ xe của chúng ta đã tới cái giai đoạn nên thay. Thì một số anh em có thể nhà sản xuất hoặc nhà người ta khuyến cáo anh em là tầm 15.000 cây hoặc 20.000 cây hoặc có thể dưới 10.000 cây, và tùy theo anh em xài mức độ như thế nào, anh em bào như thế nào, và anh em nói chung là anh em giống như anh em chạy con đường như thế nào mà cái vỏ xe chúng ta nó lẹ hư thì anh em nên thay trước 10 mấy ngàn cây hoặc dưới 10.000 cây là anh em đã thay rồi.
và một số cái dấu hiệu mà muốn chia sẻ cho anh em. Ok, đây thì anh em biết á, đây là một số cái thông số này, cái thông số của cái vỏ sau là anh em thấy 80 90, và ở đây là 17 á. Thì anh em mới thấy cái 17 thì đa số cái vỏ trên hay vỏ sau hay vỏ trước á, thì nó cũng có cái thông số 17 nè. 17 là dạng giống như là cái vành niền của chúng ta nè, vành niền mâm của chúng ta nè, cái đường kính á đó, đó là cái số 17. Còn cái phần 80 đây là 80 mili á anh em. Đó là cái khoảng cách từ đây nè, từ đây nè qua bên kia, từ cái mí đây qua tới cái mí ở phía sau bên đây là đối diện đó, đó là 80. Còn cái phần 90 đây là cái thì lấy anh em phần 90% á, anh em lấy số này 80 nhân cho 90, anh em cứ chia ra 100 là anh em thấy được cái khoảng cách á, là từ cái đây lên tới cái đây là đó là anh em chia ra là 72, 80 nhân 90 là 72 đó, đó là cái khoảng cách. Đó là một số cái số mà anh em cần tham khảo thôi, chứ mấy cái này cũng không có cần thiết nhiều. Anh em chủ yếu là quan trọng cái phần là chất liệu cái làm nên cái vỏ nè, anh em xài nó lâu hơn. Ok, và thêm một cái phần thông số mà anh em cần lưu ý thôi. Giống như bên kia thì anh em cần lưu ý cái thông số bên đây. Anh em tất cả các loại bánh đều có cái dạng này nè, cái số bốn số này nè, bốn số nhỏ nhỏ nè, ta gọi là cái ngày á, cái ngày cũng như cái tuần mà người ta sản xuất á, là cái tuần 26 và 18, đây là cái năm 2018. Và anh em thường coi cái những cái thông số này để em coi người ta bán anh em cái vỏ này là cái vỏ có dạng vỏ ế hay sao. Thí dụ năm nay anh em 2020 mà anh em mua túng cái vỏ 2018 có nghĩa là cái vỏ ế, và anh em xem lại cái vỏ dù cho nó có mới nhưng mà nó vỏ đó vỏ đã cũ rồi. Và thường là cái vỏ thì ta sản xuất á, thì ta nói chúng ta xài dưới 5 năm, nhưng mà thực tế mình chạy thì có thể là 2-3 năm nó đã hư rồi, nó đã lẹ một rồi, chứ không cần dưới 5 năm. Nên em mua ví dụ mình nay năm 20 thì anh em lựa tối đa là 19 hoặc 20 đúng ngày năm nay luôn thì nó chắc cú hơn cái vỏ. Đó là một số cái thông số mà anh em nên tham khảo để mình biết khi mình mua cái vỏ nó như thế nào. Cũng như là xem về cái phần thông số thì mình cũng muốn đề cập cho anh em cái phần đó là cái dấu tam giác đây. Dấu này dấu tam giác mà xe nào anh em cũng để ý có một cái dấu tam giác bên đây, và nó đối xứng với bên đây cũng có một dấu tam giác. Để anh em xem cái phần chính giữa nè, tam giác bên đây và tam giác bên đây, và xem phần chính giữa cũng như cái rãnh đây nè, nó đã mòn, anh em đã chạy nó đã mòn vô tới cái mí ở đây chưa. Nếu mà mòn thì anh em nên thay gấp nha. Đó là cái phần về xem nhận biết là vỏ chúng ta có nên thay hay không. Đó là cái dấu hiệu về cái phần tam giác đối xứng hai bên. Ok, tiếp theo cho anh em coi đó. Đó là tiếp theo là cái dấu hiệu tiếp theo đó. Đó là thường là anh em thấy những cái râu râu đây nè, dạng như giống như cái gai gió, gọi là cái gai gió trong cái nghề sửa xe á. Nè, những cái râu lia tí tí nè, anh em thấy nè. Đó, tí thì anh em cứ thể lấy tay nè, lấy ngón tay của mình nè, anh em lôi những cái cọng gai tí tí này ra nè, giống như râu giống như anh em nhổ râu vậy đó. Thì anh em thấy nè, nó rất dai, và anh em giật nói chung là cố tình giật nó cũng không có đứt, là vỏ anh em vẫn còn ok. Còn nếu mà anh em giật nó đứt luôn á, để mình lên cái bánh trước cho anh em mình giật như thế nào để nó đứt như thế nào để mình cho anh em coi. Đây là cái phần vỏ trước nè, mà mình đã mà sắp thay rồi đây. Mình cũng xài được tầm được 2 năm mấy đây, từ lúc mà cái chỗ zin tới nay đó, anh em thấy nè. Thì nó miếng cao su chúng ta đã bị lão hóa nè. Anh em giật những cái cọng gai tí nè. Đây, mình cho anh em coi. Khi mà anh em giật cái những cái cọng gai này nè, thì anh em giật một cái một à, anh em nhẹ quất nhẹ cái là nó ra, giống như anh em nhổ lông vịt hay nhổ râu thì quất cái là ra nè. Quất cái là ra. Thì cao su chúng ta đã bị lão hóa, anh em nên thay cái vỏ này gấp nha. Ok, đó là cái dấu hiệu tiếp theo. Đó là cái phần mặt nha, cái bề mặt tiếp xúc nè. Thì đôi lúc nhiều anh em chạy cái xe, nói chung là vỏ thì nó rất nhiều cái yếu tố khác nhau. Anh em có thể, đây là những cái khía, ta gọi là cái hoa văn của cái vỏ. Thì anh em cũng không nên lựa chọn quá nhiều cái phần hoa văn. Đây là cái phần mà cái dấu hiệu là anh em thấy là nó đã quá mòn rồi. Nó có những cái nứt chân chim đây nè, những vết nứt chân chim mà tí tí thì cho anh em coi.
là anh em nên thay hay chưa nha. Đây, đây là những cái vết nứt chân chim đây, nó kéo dài luôn đây. Thì anh em thay gấp cái vỏ nha. Đó, đây là cái vỏ mà mình cũng chuẩn bị thay luôn cho anh em coi. Ok. Và tiếp theo là anh em biết đó, ngoài những cái gai nhỏ mà anh em để coi để nhận biết dấu hiệu và những cái vết chân chim, thì anh em nên xem cái phần chất liệu cao su và cái nhãn hiệu mà anh em đã mua nó xài được bao lâu, đó là thời gian bao lâu, thì anh em sẽ biết mình nên thay như thế nào để mình thay nhìn nhanh, đừng nên mà bỏ, nói chung mà bỏ lưu ầm hay gọi là bỏ lâu quá làm biến thay thì nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình anh em vận chuyển di chuyển trên đường trơn, đường trạt này nọ, hoặc trời nắng trời mưa nó quá nhiều thì anh em sẽ bị tốn tiền hư xe như trượt xe nữa, nó còn gấp đôi cái phần vỏ xe nữa. Ok, thì mình sẽ không có đề cập cái phần nhãn hiệu vỏ xe như thế nào, nhưng mà cái đó anh em có thể tự lên mạng mình tìm hiểu cái phần nhãn hiệu vỏ xe, vì có rất nhiều nhãn hiệu vỏ xe nó có tên tuổi và nó thật sự nó uy tín nha, và nó xài rất bền. Mình không có quảng cáo về những cái hãng đó, anh em cứ tự tìm hiểu nha. Ok, những cái dấu hiệu đó là mình đã chia sẻ với anh em, ngoài cái phần là gọi là cái ngày tháng và cái phần chất liệu cao su cũng như là phần đối xứng giữa phần hai bên tam giác nè, để anh em coi cái phần rãnh nè, nó đã mòn hay xưa, và một số cái vết nứt chân chim ở trên cái vỏ xe của chúng ta, và cũng như cái ngày mà tháng mà anh em đã mua xe như thế nào, và anh em cái mức độ anh em chạy, anh em bào như thế nào để anh em mua một cái vỏ khác, đừng có để quá tệ nha, nó sẽ ảnh hưởng, và anh em chạy đôi lúc để lâu quá nó sẽ bị phù những cái vỏ này nè, cái vỏ chúng ta bơm cứng nó sẽ bị phù, nó nứt và nó nổ hồi nào chúng ta không có hay. Ok, đó là một số cái dấu hiệu. Nãy giờ mình đã chia sẻ cho anh em về một số cái dấu hiệu nhận biết cũng như một số cái kinh nghiệm của mình về phần thay cái vỏ xe, khi nào anh em nên thay và căn cứ vào những cái yếu tố nào để anh em thay cái vỏ xe để cho chúng ta có được cái vỏ xe nó ok, đi đường nó đỡ bể bánh, anh em đi xa hay đi học đi làm nó cũng dạng nó cũng tự tin hơn, và anh em đỡ tốn tiền cũng như là mình xài nó lâu bền theo thời gian. Ok, thì đó là video của mình. Anh em là cảm thấy video này có thể giúp ích gì được cho anh em thì anh em có thể chia sẻ, nhấn like và đăng ký kênh mình. Ok, thì chào anh em, hẹn anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.